Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc radio đèn rất là đẹp mới về của bên em. Đây là chiếc đài radio đèn của Đức. Tên thương hiệu của nó là Loewe Opetia, dòng Velux, một trong những cái dòng rất là xịn sò. Dòng này thì anh em có thể thấy nó âm thanh của nó âm thanh hi-fi, nó rất là hay. Nó gồm một loa bass 25 và hai cái loa chép hai bên. Nghe cực kỳ ấm, cực kỳ hay. Con này thì nó có 1, 2, 3, 4 băng tần. FM của nó là FM 100MHz. Đó, rồi là AM. Nó có những cái phần để chúng ta chỉnh âm thanh nằm ở phía trên này. Assert này nó là cái phần tắt nguồn. Khi mà anh em cắm điện 220 và anh em chỉ cần nhấn UW này, nó là thằng FM này. Thằng MW này là thằng AM này. Đó, anh em có thể thấy thằng này thì nó là thằng FM đó. Máy rất là đẹp nha anh em. Anh em có thể thấy cái phần e căng, căng cước của nó này, mới keng luôn. Phần mặt thì không có gì để chê đấy. Phần vỏ thì dòng Pialo bóng. Con này được sản xuất từ những năm 1957 và anh em thấy cái mặt Pialo của nó còn khá là đẹp, mới như này là đẹp lắm luôn rồi đấy. Mấy chục năm. Nó là radio đèn rất là sang trọng. Con này cái bề ngang của nó là 60 phân và cái chiều cao này của nó là 39, rất là lớn. Anh em có thể thấy đẹp. Chất âm rất là hay. Thì chính vì vậy mà cái xu hướng tách riêng là một cái điều đúng. Theo chuyên gia Phan Hữu Duy Quốc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty kỹ thuật và em thấy thì chỉ cần một hành động nhỏ của bản thân, như là sử dụng những cái túi sinh học hay là sử dụng những cái đồ có thể dùng lại một lần. Đây là mức phạt lớn nhất từ phát ngôn này dành cho một doanh nghiệp chuyên dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi về tội nghiêm trọng như thế. Thưa quý vị, và chúng ta chuyển sang thông tin cuối cùng trong phần tin thế giới chiều ngày hôm nay. Tàu đổ bộ của Mỹ bị vấp té trên mặt trăng. Tàu đổ bộ Odysseus của công ty tư nhân Mỹ. Bánh chantilly, món ăn thật ra là quốc hồn quốc túy của đất nước xinh đẹp này. Rất là hay anh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ giữa tháng 2 này, nhiệt độ trên toàn Nhật Bản đã cao hơn bình thường và do mùa đông